Phước Xoang Nhất Nhất hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhận mèo mình vừa đẹp vừa giỏi giang nữa. Phải tiếp tục nhảy để cơ thể săn chắc thon gọn mới được. Ủa sao mình nghe cái gì nó sột soạt vậy ta? Không lẽ mình nghe nhầm? Đó nữa, chà, bí hiểm thiệt ta. Bụng mình đau rất khó chịu quá vậy nè. Ôi trời. May đó nha, may là anh đỡ được đó, chứ không thôi là xong rồi. Ủa, mà em làm gì mà rớt từ trên cây rớt xuống vậy? Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Đông. Dạ, em đang bật nhảy để giảm cân đó ạ. Nhưng chắc do mấy nay ăn ít, ăn không đúng giờ nên em bị đau dạ dày rồi. Mèo. Đau quá, chịu không nổi nên đứng không vững, bị ngã đó ạ. Biết ngay mà, em muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà em phải ăn uống đầy đủ vô chứ. Thôi, đi với anh qua bên nhà đốc tôi khỏe, nhờ đốc tôi khỏe giúp đỡ cho nè. Đi. Dạ, có cách nào để giúp cho mèo con giảm đau dạ dày không hả đốc tôi khỏe? May mắn có Trái Hồng Quân ở đây, có thể giúp được đó nè. Dạ, cụ thể thì Trái Hồng Quân có công dụng như thế nào vậy đó tôi khỏe? Hồng Quân hay còn gọi là bầu quân, bù quân, có vị ngọt, chua và hơi chát. Trong Hồng Quân em có chứa vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin C, sắt, phốt pho, saponin. Đặc biệt, chất phenolic trong Hồng Quân có thể giúp làm xe niêm mạc, giảm đau và làm lành các mô trên tế bào. Do vậy, Trái Hồng Quân rất tốt cho chứng đau dạ dày, giúp ngăn ngừa khó tiêu, đầy hơi và táo bón. Wow, hay quá! Nhưng mà sử dụng Trái Hồng Quân ra sao? Các mẹ bầu cũng không nên dùng em để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và thai nhi nha. Tốt nhất, chúng ta nên thăm khám bệnh và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng Trái Hồng Quân. Ngoài ra, mèo con và mọi người cần chú ý ăn uống điều độ, sinh hoạt lành mạnh để tránh các vấn đề về hệ tiêu hóa nha. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Dạ cảm ơn Dr. Khỏe rất nhiều về những chia sẻ rất chi tiết của Dr. Khỏe luôn. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ dễ thương đây xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Xin chào nha.